tranh triệu đô. Ôi cha, sao bỗng dưng gió bão ở đâu lạnh quá. Sĩ vô danh này vẻ đẹp ghê nhỉ, tranh vẽ chẳng thua kém gì của các danh họa. Hay ta khe vào là một bức chân dung là đúng rồi. Nhân thể trời đang gió lạnh thế này, phòng vẽ này tuy nhỏ nhưng có vẻ ấm áp. Chào ông, ông muốn vẽ tranh ư? Anh vẽ cho tôi một bức chân dung thật đẹp nha, vẽ thật tỉ mỉ, có thần thái, mà giá cả thì thế nào? Ông lấy ngay chứ ạ? Vài hôm nữa tôi quay lại lấy cũng được. Quan trọng là bức chân dung phải đẹp và phải giống tôi. Vậy thì tôi lấy ông 200 đô la. Vẽ theo yêu cầu của ông là vẽ truyền thần, đòi hỏi khá công phu. Ừ, đắt thế cơ à? Bình thường vẽ ký họa đơn giản cũng đã 150 đô rồi ạ. Ừ, thôi được, anh vẽ luôn đi. Tôi đã phát được cái thần trên gương mặt ông, tôi sẽ hoàn thiện thêm. Hai hôm nữa ông đến lấy tranh, giá như đã thỏa thuận nha. Ờ được, tôi sẽ quay lại. Gã họa sĩ này chẳng có tiếng tăm gì mà phải trả hắn những 200 đô một bức tranh cơ à. Của ông đây ạ, ông có gì không hài lòng không? Đẹp quá. Chân dung người trong tranh là mình. Nếu không phải mua bức tranh này, hắn sẽ chẳng thể bán cho ai. Mình hà tất phải tốn nhiều tiền như thế cơ chứ. Tôi chỉ trả anh 50 đô la thôi. Chỉ là một bức chân dung thôi mà. 50 đô? Ông trả giá còn chưa bằng một bức ký họa. Hôm trước chúng ta đã bàn về giá. Ông phải tuân thủ những gì đã thỏa thuận chứ. Nếu ông thấy đắt thì có thể từ chối từ hôm đó. Bây giờ tranh đã vẽ xong rồi. Tôi chỉ có thể mua bức tranh này với giá 50 đô la thôi. Anh đừng nhiều lời nữa. Anh cũng chỉ là một nghệ nhân vô danh, sao mà làm cao thế? Tôi hỏi anh lần cuối, 50 đô la anh có bán không? Không bán. Tôi không thèm bán bức tranh này. Và tôi cũng không thể chấp nhận sự sỉ nhục của ông. Sau này nhất định ông sẽ phải trả giá cho sự thất tín này của ông gấp nhiều lần đấy. Ông đi đi. Được, không chịu lấy 50 đô thì một đồng anh cũng không được nha. Mấy hôm nay các ông bận gì mà không qua nhà tôi chơi thế? Mấy ngày nay chúng tôi đi xem triển lãm tranh của một họa sĩ nổi tiếng. Ai mà có được một bức tranh của ông ta mà treo trong nhà thì tuyệt. Có một điều kỳ lạ là trong các tranh của ông ấy có một bức tranh vẽ chân dung để giá 1 triệu đô. Chưa thấy tranh chân dung nào mà đắt thế, mà người trong tranh lại rất giống ông. Ừ, như thể ảnh chụp ông ngày xưa ấy. Ừ, đúng đấy. Điều buồn cười là đề tựa của bức tranh này lại ghi là kẻ gian xảo mới lạ. Kẻ gian xảo? Giống hệt tôi ư? Sao lại có điều lạ lùng, bôi bác như vậy? Rồi với doanh nhân gần xa mà xem được bức tranh thì ê danh tôi thế nào chứ? Còn ai hợp tác làm ăn nữa? Tôi phải đi kiện ngay. Ừ, lẽ nào lại là bức chân dung không mua hồi trước? Không, không thể nào. Các ông nói tôi biết, cái triển lãm tranh ấy tổ chức ở đâu? Chào mừng ông đến thăm triển lãm. Anh, sao anh dám à? Mau tháo bức tranh ấy xuống đi. Xin lỗi ông, tôi chỉ tháo xuống khi có người mua nó thôi. Ừ, anh bán bao nhiêu hả? Giá có để bên dưới 1 triệu đô. Anh đừng đùa cợt nữa. Đó là bức chân dung của tôi, đặt anh vẽ ngày trước đó. Tôi không có đùa. Ai mua đúng giá 1 triệu đô thì tôi mới bán được thôi. Trời ơi, nhìn kìa, giống quá nhỉ. Giống cái gì? Thôi tôi mua 1 triệu đô.
mau tháo xuống cho tôi đi. Hiểu nhầm bạn. Tớ đây nè. Xin chào, lâu lắm rồi không gặp. Giám đốc chắc bận lắm, thế mà vẫn bớt chút thời gian đến gặp tớ thế này. Với cậu thì tớ lúc nào cũng có thời gian. Ai chà, thế này phải thay cái mới rồi. Nè cô, làm vỡ gương xe người ta rồi định bỏ chạy hả? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Cô chở hàng cồng kềnh thế kia, lại còn định phóng nhanh, lạng lách, giờ lại bảo là không cố ý hả? Thôi thì xin cậu, tôi nhỡ rồi, cậu bỏ qua cho. Không, nhất định cô phải bồi thường cho cháu. Ôi, tôi xin cậu, tôi làm nghề thu mua phế liệu, tiền kiếm được ngày chỉ đủ 2 bữa cơm. Tôi còn mẹ già, 2 con ăn học ở dưới quê. Hay là thôi, để cô ấy đi đi cậu, bắt đền làm gì? Không được, đi là đi thế nào? Cô cứ chờ đấy. Alo, Gada ô tô Thắng Lợi xin nghe. Dạ, tôi đang có nhu cầu thay gương xe ô tô. Anh cho tôi hỏi thay một chiếc gương thông thường mất bao nhiêu ạ? Dạ, còn tùy vào loại xe anh à. Nhưng thông thường thì hết khoảng 4 đến 5 triệu một chiếc. Dạ, cảm ơn anh. Có gì tôi sẽ cho xe qua. Ôi, cậu ơi, tôi lấy đâu ra ngần ấy tiền. Cậu làm ơn làm phúc bỏ qua cho tôi. Hay là cậu để tớ trả số tiền đó giúp cô ấy. Không được, cậu đừng chen vào chuyện của tớ. Thôi được rồi, thế này nhé. Thấy cô khó khăn, cháu giảm tiền bồi thường xuống còn 2 triệu. Cô mau thanh toán đi. Dạ, tôi không có mang tiền ở đây. Cậu chờ tôi, để tôi về phòng trọ lấy đã. Không được, lỡ cô đi mất thì sao? Cậu tin tôi đi. Thôi được rồi, cô về lấy đi. Cháu ngồi ở quán cà phê bên kia đường chờ cô. Cậu có nhất thiết phải gây khó dễ cho cô ấy như thế không? Chuyện thường tình mà, sai thì phải xin lỗi, gây thiệt hại thì phải đền bù là đúng rồi. Cậu còn thắc mắc làm gì? Nhưng hoàn cảnh của cô ấy vô cùng đáng thương. Cậu không nghe cô ấy nói còn mẹ già và 2 con đang ăn học ở quê à? Tớ làm thế chỉ muốn cô ấy lần sau đi phải cẩn thận hơn mà thôi. Chở đồ cồng kềnh lại lấn chiếm đường như thế, rất dễ gây tai nạn. Hôm nay còn vỡ chiếc đèn xe, còn ngày mai gây chết người như chơi ấy chứ. Ừ thì, nhưng mà cậu còn lấy tiền của cô ấy làm gì? Nhắc nhở cô ấy là được rồi. Đồng tiền đi liền khúc ruột, để cô ấy mất tiền, xót của thì mới nhớ lâu được. Bà tớ chỉ nói vậy thôi. Cậu thấy đấy, tớ nói là bắt đền, nhưng không phải cố ý gây khó dễ. Tớ không hề giữ vật gì làm tin nhé. Cô ấy hoàn toàn có thể bỏ đi mà không quay lại để trả tiền. Nhỉ, thế mà tớ không nhận ra, lại cứ trách cậu. Thôi uống cà phê đi, nguội hết cả rồi. Này cậu, nhìn xem ai kìa. Đây là 2 triệu tiền bồi thường, cậu cầm lấy đi. Mời cô ngồi xuống đây đã. Không có thiếu đồng nào đâu cậu ơi. Tôi có một ít, với cả đi vay một ít là đủ 2 triệu. Coi như cháu nhận tiền đền bù rồi nhé. Số tiền này cô cầm lại đi ạ. Cậu... Cháu chỉ muốn cô đi lại cẩn thận hơn thôi, chứ không có ý định đòi bồi thường. Lần sau cô nhớ đi lại cẩn thận nhé. Tôi thật không biết nói gì. Cậu đúng là người tốt. Thôi, cũng trưa quá rồi, cô về đi. Dạ, chào hai cậu. Hôm nay tôi được học một bài học quý giá từ cậu đấy.
cậu quả là có tấm lòng nhân hậu, thật đáng ngưỡng mộ. Không, cô ấy mới cho tớ một bài học đáng quý về lòng tin. Cô ấy hoàn toàn có thể bỏ đi mà không trở lại. Vậy mà cô ấy vẫn giữ trọn lời hứa. Bây giờ vẫn còn nhiều người tốt lắm cậu à. Đúng là cuộc sống còn rất nhiều người tốt. Ngôi nhà thực sự. Chết này, bắn nhanh, chết này. Chết này. Chết này. Bàn số 12, 13 hết giờ rồi nhé. Chán quá, đang rung. Chán như con gián. Lại hết mất tiền rồi, chả chơi được nữa. Nhìn kìa, 8 giờ tối rồi. Thôi chết, 8 giờ rồi á. Cứ tưởng mới 4 giờ chiều chứ. Thôi, về ngay thôi. Con chào ba mẹ. Trung, sao giờ con mới về? Dạ. Con đi đâu? Sao giờ này mới về? Dạ, bọn con chiều nay rủ nhau sang nhà thằng Hùng chơi một tí. Lại rủ nhau đàn đúm chơi điện tử nữa phải không? Còn có mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi, con có biết không? Cứ học hành thế này thì thi tốt nghiệp làm sao được hả con? Mất bao nhiêu công ba mẹ nuôi con ăn học mà con không tập trung học hành, sau này có kiếm nổi miếng ăn hay không? Thì lâu lắm rồi chúng con có chơi đâu. Hôm nay vừa mới thi thử xong, rủ nhau xả hơi một chút mà ba mẹ đã la mắng. Thế oan lắm hả? Tuần nào chẳng có mấy ngày con về muộn, lúc nào cũng kêu căng thẳng, phải xả hơi, xả gì mà lắm thế. Con à, có đi đâu làm gì cũng phải xin phép ba mẹ, không phải thích đi đâu thì đi, con có còn coi đây là nhà nữa không hả? Đi học thì thôi, về nhà là bị ba mẹ vặn vẹo, lên lớp thế này thế kia, nhà gì mà cứ như nhà tù vậy. Trung, suốt ngày quát mắng, lúc nào cũng bắt phải thế này thế kia, ba mẹ chẳng thương mình gì cả. Mình chẳng muốn về nhà nữa. Ở nhà thật ngột ngạt, tù túng, gò bó. Con viết đúng hết rồi, con gái giỏi lắm. Thấy khi nào mình mới có nhà ở trên bờ hả ba? Con cũng muốn được đi học như các anh chị hồi chiều trên đê. Rồi sẽ có, bà hứa. Yeah, thích quá, sắp có nhà trên bờ rồi. Mà ba có tiền cho con đi học không? Con à, làm cha làm mẹ, dù khó đến mấy, ai cũng lo lắng cho con. Con cái là tất cả của cha mẹ mà. Ba! Con à, có đi đâu làm gì cũng phải xin phép ba mẹ, không phải thích đi đâu thì đi, con có còn coi đây là nhà nữa không hả? Nhà, mình có nhà cửa hẳn hoi, đâu phải ai cũng có được. Vậy mà mình... Niềm tin. Chị ra đi, đi ra khỏi phòng em đi. Linh, sao em không chịu uống thuốc? Nếu còn như vậy thì chị e rằng sức khỏe của em. Sức khỏe của em làm sao? Em không muốn sống những ngày tạm bỡ nữa. Rồi một ngày em cũng ra đi thôi. Ra đi như bác Hoàng bên cạnh phòng mình mà hôm qua vẫn cười nói với chị em mình đấy thôi.
trong nước cũng có rất nhiều ca đã được chữa trị thành công. Em phải tin tưởng và lạc quan vào chứ. Chỉ 2% sống sót thôi, em biết tình trạng mình ra sao chứ. Chị đừng dùng những lời ấy để an ủi em nữa. Em của chị, em có biết mỗi lần em thế này là như mũi dao đâm vào tim chị không? Bệnh không chơi được đâu, em ra chơi với các bạn đi. Thế khi nào chị khỏi bệnh thì ra chơi với chúng em nha. Khỏi bệnh ư? Là điều không tưởng đâu nhóc à. Không tưởng nghĩa là thế nào hả chị? Em đã nhìn thấy tuyết rơi vào mùa hè bao giờ chưa? Em có nhìn thấy tuyết rơi, nhưng đó là ở trên phim. Với lại em thấy vào mùa đông, trời phải lạnh lắm thì mới có tuyết rơi. Mùa hè thì làm sao lại có tuyết rơi được chứ? Đúng, bệnh của chị cũng không thể khỏi được. Giống như việc mùa hè thì làm sao lại có tuyết rơi được chứ? Sao lại vậy chứ? Mập ơi, cậu nhanh lại đây đi. Tớ lại ngay đây. Vậy em ra chơi với các bạn đây. Nhất định em chờ chị khỏi bệnh để ra sân chơi với bọn em đấy. Em đang làm gì mà chăm chú thế? Em đang thấy hôm nay trời đẹp đúng không? Để chị đưa em ra ngoài đi dạo một chút nha. Không, là em đang nhìn những chiếc lá hôm qua vẫn còn đó, nhưng hôm nay đã rơi rụng lìa cành. Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao. Em lại như vậy nữa rồi. Suốt mấy hôm em cứ ở lì trong phòng như vậy thì sẽ càng thêm mệt mỏi. Ra ngoài hít thở không khí trong lành, em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Em không muốn đi đâu chị. Có thể coi như là vì người chị gái này một lần được không em? Nào, hai chị em mình cùng đi thôi. Trời hôm nay đẹp quá, em nhìn thử đi. Chị ơi, là tuyết đấy. Tuyết rơi rồi. Tuyết đẹp quá. Tuyết rơi rồi chị ơi. Chị mau khỏi bệnh đi chị nha. Chị khỏi bệnh còn chơi cùng tụi em nữa. Em biết không, đó đều là những cậu bé cũng đang điều trị ung thư ở đây. Nhưng lúc nào chúng cũng cười thật vui vẻ. Vì muốn làm em vui, những cậu bé này đã tự tay gỡ những hạt xốp để làm tuyết cho em đó. Một cậu bé đã nói với chị rằng không có gì là không thể. Điều kỳ diệu sẽ xảy ra khi bạn biết tin tưởng vào bản thân mình. Chị ơi, em đúng là không bằng một đứa trẻ. Sao em lại có thể ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới những điều tồi tệ như thế chứ? Dù thế nào, em cũng sẽ sống tiếp những ngày tháng thật vui vẻ. Chị yên tâm. Chị và mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em, đừng bao giờ bỏ cuộc. Người chồng thực sự. À, ngoan ngoan, mẹ đây. Con gái của mẹ đói rồi đây mà. Để mẹ pha sữa cho con uống nha. Ngoan nào, bố đây. Ngoan nào, sữa của con đây, sữa đây. Bé gạo hư quá nhé. Tối nào cũng quấy mẹ thế này thì mẹ chịu sao được. Anh làm như con nó lớn rồi ấy. Trẻ nó biết gì. Đói là khóc, tè dầm là khóc, rét là khóc. Mà khóc quá thì phải có hơi mẹ mới nín. Biết làm sao được. Nuôi con mọn phải chịu thôi. Biết là như vậy, nhưng nghĩ thương vợ quá. Cả ngày đã bận rộn đủ thứ việc nhà cửa, cơm nước, con cái. Tối đến lại chẳng được nghĩ tí gì. Lắm lúc muốn giúp vợ mà con chẳng theo. Rõ là... thấy chồng nghĩ cho vợ được như vậy là vợ thấy vui rồi. Thôi, anh ngủ đi,
mai còn đi làm. Em thì sáng ra tranh thủ con ngủ lúc nào thì chợp mắt lúc đó. À ơi, cái ngủ mày ngủ cho lâu, mẹ còn đi cây đồng sâu chưa về. Khổ thân vợ, cả đêm con quấy, gần sáng mới ngủ được một chút. Mình ơi, anh về rồi đây. Chồng về rồi đó hả? Anh tắm rửa rồi ăn cơm nhé. Em nấu xong rồi. Gái rượu của bố, ngủ ngày cài đêm thế này hả? Giờ này có sấm nổ bên tai con bé cũng chẳng dậy đâu anh. Chỉ mong tối nó ngủ ngoan thế này thôi. Vợ ơi, em sao thế? Em bị sốt rồi, đầu nóng thế. Mệt thì nằm nghỉ, để anh về anh nấu cơm cho. Em không sao, chắc chỉ bị cảm xoàng thôi. Cảm xoàng gì chứ, sức khỏe của em không được tốt. Từ ngày sinh bé Gạo tới giờ, lại phải thức khuya suốt. Sức nào cho lại. Anh biết mà, kiểu gì cũng có ngày em thế này. Thôi, ngồi đây, để anh đi dọn cơm cho, không phải làm gì cả. Bé Gạo của bố dậy rồi à, bố đi làm về rồi đây, bố yêu nào. Anh đưa con đây, em bế cho. Anh đi pha cho em bình sữa. Con bé bệnh hơi mẹ quá. Mẹ ốm thế này thì làm sao mà trông được. Cô ấy bị sốt virus. Hiện cô ấy có cho bé bú sữa mẹ không? Dạ không ạ, bé bú bình. Vậy cũng tốt. Tôi sẽ kê cho vợ cậu đơn thuốc để cô ấy uống. Nhưng mà quan trọng là cô ấy cần được nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ. Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Vợ nghe bác sĩ nói gì chưa? Vợ phải nghỉ ngơi chứ. Nhưng còn bé Gạo, đêm con bé mà dậy thì sao? Nó bệnh hơi em lắm, thì thoảng lắm anh mới bế được như thế kia. Bệnh hơi, bệnh hơi. À, anh đã có cách. Anh làm gì vậy? Anh tìm cái áo nào rộng rộng của vợ. Làm gì hả anh? Chỉ có đồ mặc nhà thì rộng rãi thôi. Ừ, vừa đấy. Thế là thế nào? Bí mật. Anh ơi, em mệt quá. Anh xem con thế nào rồi. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Thành công rồi, thành công rồi. Anh Thuần, có phải anh không vậy? Lan đến chơi đó à? Không anh thì ai? Anh ăn mặc kiểu gì thế này? Trông buồn cười quá. À, tuyệt chiêu của anh đó. Em vào chơi với vợ anh nhé. Chồng cậu đúng là vui tính. Tới giờ mới biết anh ấy có sở thích mặc đồ phụ nữ nữa đó. Đàn ông mà thế thì làm sao mà làm được việc lớn được. Không, anh ấy giúp mình đó. Con bé nó bệnh hơi mình, mà mình thì ốm. Nên anh ấy mặc quần áo của mình cho có hơi, dỗ con bé dễ hơn. Em uống nước đi. Anh Thuần mặc vậy không sợ người ta nhìn vào cười cho à? Ôi, cười hở 10 cái răng. Chỉ cần giúp được vợ thì việc gì anh cũng làm. Vợ anh vất vả nhiều rồi, chút này có là gì đâu em. À ơi, em thật sự ngưỡng mộ anh. Hiếm có người đàn ông nào như anh vậy. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.